Thi Nhung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ màn hình của VietTV và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình An sinh xã hội cùng với câu trả lời của cô Triệu Quang. Dạ, thì cảm ơn quý vị khán giả đã vẫn tiếp tục theo dõi chương trình An sinh xã hội. Kính thưa quý vị, cái ý của vị khán giả hôm nay nói là sự chia sẻ những cái tin tức giống như cái ngọn hải đăng mà soi đường cho những người không biết luật lệ. Kính thưa ông, hôm nay mà tôi trả lời hết cái lá thư của ông đó là hải đăng này cũng hết pin luôn rồi đó. Tại câu hỏi rất dài. Điều thứ nhất, ông đã về hưu. Vâng, ông về hưu ở cái tuổi 62. Thì ông cũng được hưởng cái phần hưu bổng, nhưng mà cái phần hưu bổng đó có giới hạn. Ông được hưởng thêm một cái phần trợ cấp y tế là tại vì tổng số thu nhập của ông bà không có cao lắm. Nay vì cái tình trạng sức khỏe, bà không đi làm được. Điều thứ nhất, khi nghe nói tới vấn đề mà mắt của bà bị glaucoma, thì vừa nghe câu đó tôi nói, làm việc với cái nghề may mặc mà bị cái chứng bệnh về mắt thì thật sự rất là khó khăn. Nay cộng thêm với cái chứng mà lệch cột sống thì cái nghề may cũng đòi hỏi cái người đã phải ngồi rất nhiều. Thì thôi bây giờ mình giả từ sân khấu nhé, mình ở nhà. Thì nó có hai cái cách. Một á, là bà được hưởng cái quyền lợi hưu bổng trên hồ sơ của bà là 400 mấy. Bà có quyền, vì là cái người kết hôn với ông, vì vậy bà cũng hội đủ điều kiện để hưởng một phần nào đó cái hồ sơ hưu bổng của ông. Như chúng ta đã có dịp thưa là cái người làm việc chính khi về hưu thì người hôn phối bắt đầu từ tuổi 62 trở đi được quyền hưởng, không phải là hưởng 50% mà sẽ được hưởng 35% trên hồ sơ làm việc của người chồng, ở đây là trường hợp của ông. Với cái luật lệ ngày trước đó thì nó có như thế này, nó có cái phần là mình có quyền chọn lựa là mình lãnh cái tiền của mình, rồi mình lãnh cái tiền của người hôn phối, rồi mình để dành cái phần tiền của mình. Là như thế này, thí dụ nhá, tôi năm nay được 66 tuổi, tôi đã tới cái tuổi hưu toàn phần. Ông xã tôi về hưu rồi, ông xã tôi được 70 tuổi, thì tôi có cái quyền chọn lựa là tôi chọn lấy cái phân nửa của ông chồng, 50% của ông chồng, và để dành cái phần hưu của bản thân tôi đến cái tuổi 70 để tôi có được cái số tiền hưu cao hơn. Một ví dụ để quý vị dễ theo dõi là thí dụ ông chồng tôi được lãnh 2.000 một tháng, và tôi ở cái tuổi 66 tôi được lãnh 1.200 đồng. Nếu tôi chỉ chọn lãnh cái tiền hưu của ông chồng sau khi đã lãnh cái tiền của mình thì cái 1.200 của tôi nó cao hơn cái 50% của ông chồng. Do đó tôi quyết định là tôi để dành cái phần của tôi 1.200 tôi không lãnh. Tôi lãnh 1.000 thôi. Chỉ lãnh 1.000 thôi. Quá trời thông minh luôn. Tôi lãnh 1.000 của ông chồng. Tôi lãnh 1.000 của ông chồng cho đến khi tôi được 70 tuổi. Thì cái số 1.200 trên cái hồ sơ làm việc của bản thân tôi được tăng 32%. Nay trở về với cái trường hợp của ông, bà nhà cũng bước vào tuổi 63. Thì nếu mà bà lãnh cái tiền hưu của bà bây giờ thì ưu tiên bà sẽ lãnh cái 400 mấy và bà không đủ để hưởng cái 50% của ông. Nếu bà chịu đựng được tới 66 tuổi là cái tuổi hưu toàn phần cho những người sinh từ năm 1943 tới năm 1954 thì bà có quyền lãnh phân nửa tiền hưu của ông rồi để dành cái tiền hưu của bà cho tới cái tuổi 70. Trong trường hợp ông kể ra thì chúng ta không nhắm vào cái tiền hưu, chúng ta muốn nhắm tới cái tiền SSDI, hưu bổng bệnh tật an sinh xã hội. Thì bà bây giờ được 63 tuổi, cái tôi đề nghị là bà xin cái tiền SSDI. Cái tiền SSDI là chữ viết tắt của Social Security Disability Insurance. Thì cái phần tiền đó nó sẽ cao hơn cái mức tiền mà Sở An sinh Xã hội cho ông bà biết là bà được lãnh bao nhiêu. Tại vì cái người mà về hưu đó sẽ lãnh
tới tuổi hưu toàn phần sẽ lãnh ngang với, gần ngang với cái số tiền bệnh tật. Thì bây giờ tôi góp ý nhé, bà tới Sở An sinh Xã hội là cái nơi mà ngày xưa ông xin tiền hưu đó. Tới Sở An sinh Xã hội không phải nộp một đơn mà nộp hai đơn. Hai đơn là hai đơn gì? Thứ nhất là đơn hưu non của người về hưu tuổi 63. Thì bà được lãnh hơn 400. Song song đó, bà nộp đơn xin cái tiền bệnh tật an sinh xã hội. Cái phần hưu non á, thì rất là đơn giản. Người ta chỉ nhìn vào số tuổi, bà đã có cái số tuổi trên 62. Người ta sẽ nhìn vào cái số tín chỉ làm việc, bà đã có tín chỉ an sinh xã hội. Người ta phát ngay cái số tiền hưu cho bà. Song song đó, cái hồ sơ bệnh án sẽ được chuyển về trung tâm giám định y khoa. Khi trung tâm giám định y khoa quyết định rằng bà là cái người hội đủ điều kiện để hưởng cái hồ sơ bệnh tật, thì bà sẽ được hưởng với cái số tiền cao hơn. Thì cho tới đây, chắc là quý vị khán giả cũng hơi thắc mắc, vậy là mình được hưởng cái tiền nào? Mình sẽ được hưởng ngay cái tiền hưu non ở cái tuổi 63. Rồi khi mà cái tiền bệnh tật an sinh xã hội trở về được chấp thuận, thì chính phủ sẽ điều chỉnh lại để cấp cho bà cái mức cao hơn. Biết rằng về mặt trợ giúp y tế đó, thì cho dù lãnh hưu non thì cũng tới 65 tuổi bà mới được Medicare. Về mặt bệnh tật an sinh xã hội thì nếu cái hồ sơ trở về được chấp thuận thì cũng 2 năm sau bà mới được hưởng Medicare. Thì tiểu trung chúng ta còn cái thời gian 2 năm nữa thì bà mới được hưởng Medicare, cho dù đó là hồ sơ hưu bổng hay là hồ sơ tàn tật an sinh xã hội. Nếu mà bà muốn nạp đơn trực tuyến thì bà cũng có thể làm được việc đó bằng cách lên mạng www.socialsecurity.gov và nạp đơn. Điều thứ nhất, nạp đơn Retirement Benefit cũng trên mạng. Và khi nạp đơn Disability Benefit thì nạp đơn trên mạng. Ngoài cái hồ sơ, cái đơn thì có thêm điền cái phần hồ sơ y tế. Và khi điền cái hồ sơ y tế thì lưu ý nên có tất cả những cái dữ kiện về cái hồ sơ bệnh án của mình. Chẳng hạn như là ông có đề cập đến vấn đề mục thị, ông có đề cập đến vấn đề cột sống, thì mỗi một vị bác sĩ chuyên môn chúng ta sẽ được điều trị khác nhau. Thì cho biết cái tên của vị bác sĩ mắt, cho biết cái tên của vị bác sĩ mà chữa trị về cột sống cho bà sau khi bà bị ngã. Và những cái tin tức gồm có tên, địa chỉ, số điện thoại, cũng như những lần mà bà được bác sĩ khám bệnh. Nếu mà bác sĩ chữa trị cho bà thì đề nghị như thế nào? Bác sĩ mắt đề nghị bà phải mổ, hay là bác sĩ cột sống có đề nghị bà phải qua cuộc giải phẫu hay không, hay là chỉ qua những cái phương pháp vật lý trị liệu. Rồi ngoài những cái phương cách trị liệu đó, bác sĩ có cho uống thuốc không? Thì những thứ thuốc đó là thuốc gì thì bà cũng phải ghi ra cái tên thuốc, liều lượng và vị bác sĩ nào kê cái toa đó, cũng như bắt đầu kê toa từ lúc nào. Dạ vâng, một câu trả lời rất là chi tiết. Ở trong lá thư này thì vị khán giả cũng có đề cập đến là bà cũng có nhận được tiền Medicaid vào khoảng 180 đồng một tháng và food stamp. Dạ, cái 180 đồng tôi nghĩ cái đó là food stamp, tại vì Medicaid á, chứ không phải là tiền Medicaid. Chứ trợ giúp y tế không có cái cash benefit, có nghĩa là không có tiền mặt hàng tháng. Có nghĩa là hiện tại bà cũng đang có Medicaid rồi. Yeah. Một câu hỏi mà vẫn của lá thư này đó là tới cuối năm 2016 thì vợ tôi tới cuối năm nay thì được 63 tuổi. 2 năm trước có làm đơn điều chỉnh tuổi kèm theo căn cước và khai sinh theo luật định. Căn cước Việt Nam Cộng Hòa bản chính, nhưng mà sở di trú từ khước, vậy có đúng luật hay không ạ? Dạ thưa đúng. Đúng rồi. Tại vì điều thứ nhất là chúng tôi ở Sở An sinh Xã hội căn cứ vào những cái văn kiện của Sở Di trú và Nhập tịch đưa sang. Thì cái lúc mà tôi không biết ông bà đi qua đây là theo diện gì,
theo diện HO hay là theo diện vượt biên. Nếu vượt biên thì có những trường hợp mà mình mất hết giấy tờ, mình chỉ cho một cái ngày sanh hay là cái năm sanh của mình. Trong lúc đó thì mình có một cái khoảng thời gian để mình có thể điều chỉnh với sở di trú là trước khi mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, mình có đưa tay lên thề, mình nói lên tất cả những gì sự thật về mình. Đó là lý do tại sao sở di trú từ chối. Mà khi sở di trú từ chối thì chúng tôi cũng chỉ dựa trên những cái thông tin từ sở di trú mà thôi. Và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Có một vài cái khúc mắc mà Thị Dung cũng muốn đề cập với lá thư này, nhưng mà mong quý vị vẫn tiếp theo dõi trong những chương trình phát sóng lần sau của Đài Truyền hình Việt TV. Trong thời gian vừa qua, Thị Dung nhận được thư của một vị khán giả tên là Lê Thành Công, của Châu Nguyễn, của Mike Huỳnh và của một vị khán giả nhận vào 8 tháng 5 mới đây tên là Ninh Vi. Và thì Nhung vẫn mong quý vị theo dõi, đón theo dõi tiếp trong những chương trình phát sóng lần sau của Đài Truyền hình Việt TV. Nếu quý vị có những thắc mắc gì, hãy email cho chúng tôi ở địa chỉ email ansinhxãhoi@vietv.com, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ số 1301 East Arapahoe, Richardson, Texas 75081. Xin hẹn quý vị vào lần phát hình kỳ tới.